Ủa sao bữa nay em vô thu tiền em dữ quá vậy? Vậy bơi miễn phí mà thu 80.000 chết tôi rồi. Cuộc thi thổi nước ra khỏi ống thở nha. Ba bạn cùng nhau lấy đầy nước vô cái ống đi nào. Xuống vậy. Bỏ xuống lấy đầy nước vào. Xong chưa? Tôi đếm 1, 2, 3 là cùng nhau thở ra nha. 1, 2, 3. Rồi. Làm lại thêm một lần nữa. Lấy đầy nước. 1, 2, 3, thổi mạnh ra. Rồi cho tôi kiểm tra mực nước của mấy bạn. Đo lại, đo mực nước với nhau nào. Trời, bò này bao nhiêu nhất luôn á. Ai nhiều nhất? Nó chắc mà. Lấy đi nè. Hãy lấy nhiều đây lận. Đâu giờ đâu là ai nhiều nhất? Cái gì? Hả? Em á hả? Thiệt không? Em là ít nhất luôn á, em giỏi vậy sao? Thi lần nữa nha. Một, hai, ba. Trời ơi, phát hiện nhỏ kia chơi ăn gian. Chơi ăn gian. Múc nước đại lại. Chơi đơn gian hả? Hèn chi thấy anh là... ừ. Tại sao có thể chơi ăn gian như vậy? Làm lại múc đầy hết. Thi lại đàng hoàng. Tới lúc mà bơi mà nước vô họng mà khỏi ăn gian luôn, uống nước á. Mấy em phải bơi được 100m với cái ống thở. Hít hơi vào bằng miệng trước. Đẩy hơi xuống bụng rồi đếm 1, 2, 3, thổi mạnh hơi ra. Rồi cho tôi kiểm tra. Ơi, thổi 2-3 lần luôn. Thổi 2-3 lần chơi ăn gian quá à. Làm lại lần nữa nha. 1, 2, 3. Rồi kiểm tra coi ai ít nhất nữa. Wow, em ít nước nhất, em thắng. Rồi Tion xin hoan nghênh bạn người cá Kim Dung, em đã xuất sắc. Xin lỗi người cá nhiều quá giờ nhớ không nổi, nhớ lộn tên hoài à, sorry.